Các bạn ơi, Benjamin vừa mới xả rác xuống. Rồi đó. Xuống sông nha các bạn. Mai mốt rồi cũng quay clip cho Ben nữa xuống quăng rác xuống. Tại sao Ben quăng rác xuống sông? Mình có biết. Ben có biết, là... Ben cố tình Ben quăng rác xuống sông. Tôi cảnh cáo Ben lần này, nếu mà Ben xả rác xuống nước như vậy là Ben không phải là người cá, không xứng đáng trở thành đệ tử của Tion. Chạy xuống sông cho cần xíu sữa cho nó uống. Không ai uống sữa kiểu đó. Đó. Ben mới vừa quăng một hộp sữa xuống sông, hộp giấy. Ben hôm nay đã phạm một tội lỗi rất lớn đối với thế giới. Xử đi, hôm lúc trước Tiêu xử tội rồi. Ben. Tiêu cảnh cáo rồi mà. Xử bây giờ Tiêu sẽ xử tội bạn người cá Ben. Anh thầy. Xả rác xuống sông. Nhìn xuống sông đi, có biết bao nhiêu loài vật đang sinh sống ở dưới ngôi nhà của người ta mà Ben quăng rác, xả rác xuống sông. Cho Ben làm đệ tử đứng bét, đứng cuối cùng. Chương trình là sẽ như thế rồi. Ben nên chuộc lỗi lại với Teon bằng cách lụm hết rác ở nơi đây. Thì Teon sẽ tha cho Ben. Ben xả một miếng rác xuống sông, tương đương Ben phải lụm lại gấp 100 lần, là 100 miếng rác ở trên bờ. Chừng nào đủ 100 miếng rác ở trên bờ đưa cho Tion, Tion sẽ tha cho. Cái đó không phải là rác, cái đó có thể phân hủy được. Đúng rồi. Đó, những cái rác làm từ nhựa, những rác thải làm từ nhựa, lụm hết cho Tion. Đúng 100 miếng hả Tion? Đúng rồi. Ống hút làm từ nhựa, lụm đi cho biết khổ. Cái việc mình vứt rác xuống sông nó nguy hiểm như thế nào. Bây giờ Benjamin đang hối cải về việc vứt rác xuống sông một hộp sữa. Bạn ấy lụm lại 100 miếng rác. Nãy giờ em lụm được nhiêu đây rồi đó, được chưa? Rồi lụm lên, kiếm cái bao ni lông bỏ vô, đi theo Tion. Ok không? Nãy giờ em quay mà chấm vô. Quay tới nỗi sổ mũi luôn kìa. Ai biểu Ben vứt rác? Ben không lụm được 100 miếng rác hôm nay, tôi sẽ trục xuất Ben ra. Thôi bây giờ Ben lụm được hộp sữa đó được không? Đâu hộp sữa đâu? Hộp sữa Ben rứt xuống nước hả? Ben nhắm lụm được không? Lụm là chơi là Ben xuống dưới luôn. Biết quay không? Mấy bạn cá đang chờ kìa. Ben không lụm rác thôi nha. Ben thả lụm. Sao bên lúc Ben vứt rác quá dễ dàng vậy? Vứt rác thì quá dễ dàng mà giờ lụm rác lên không dám lụm. Mệt lắm rồi đó, bây giờ cho em lụm cái hộp sữa cho đây. Không. Nếu như vậy Ben không lụm rác, mấy em lụm rác phụ Ben 100 miếng được không? Không. Ai dùng cái này đó phải làm. Bây giờ làm người cá chúng ta phải đoàn kết. Rồi nếu mà hôm nay mấy em để tôi lụm rác gì mấy em thì bữa sau tôi sẽ không cho em nào qua nhà tôi nở nữa, không làm việc nữa, không dẫn Ben đi vô sự kiện hay là làm chương trình gì nữa. Rồi tôi bắt đầu lụm rác đây. Mấy em lụm rác lụm không được thôi. Qua đây em lụm cho, cái đó em lụm mà cho anh lụm. Vậy đi lụm rác ngoài đây, đi qua đây lụm. Nè còn rác nhiều lắm nè. Hồi nãy mấy anh làm phim mấy ảnh bắn cái hoa giấy lên tàn là bao nhựa không nè. Nè vỏ chai nước suối gì quăng tùm lum ở nơi này nè. Mấy em dọn sạch rác đây cho anh. Lụm hết rác đi. Lụm đủ 100 miếng rác. Ba bịch ni lông. Đừng lụm mấy cái vỏ chai này, vỏ lụm luôn. Lụm luôn.
xả rác. Ben bao rác cho em kìa. Tay đưa bao rác đó cho Ben. Một hành động vứt rác của một người thì chúng ta là người cá rồi, chúng ta phải ý thức lụm rác lại gấp nhiều lần, gấp 100 lần họ vứt ra. Các em làm được mấy em mới tiến hóa thành tiên cá được. Trời trời, chưa nắng chưa chọc kim ra đi lụm rác. Nè, rác nè. Rác nè. Em bỏ vô đồ ăn, bỏ ra kiếm cái bao bịch lụm vô. Nè, rác nữa nè. Nha. Mấy bạn đang phụ em á Ben. Em làm sao coi được thì làm nha. Cái đó không phải rác, cái đó phân hủy được. Lụm bao bịch nhựa ni lông xả ra ở đây. Hồi nãy đến đây là nó sạch sẽ lắm chứ nó không phải như vậy ha. Đúng rồi, tay tốt nè. Anh ghi nhận tay làm việc tốt á. Có đi lượm rác mới hiểu nỗi khổ của người quét dọn rác chứ mấy em. Mấy em có thể tùy tiện vứt rác xuống đất như vậy, xuống sông như vậy. Hành động như vậy là sẽ làm hủy hoại trí tuệ của các em, làm cho các em suy nghĩ nông cạn giống như người thường. Nè, một đống rác nữa nè. Có một cây dao người ta giục bỏ đằng kia nữa kìa. Dao bấm thì phải. Bằng nhựa hả? À, không phải. Nè, rác nè, rác nè. Anh thấy tay lượm rác còn nhiều hơn Ben nữa. Ok. Giỏi lắm. Rồi. Anh cắt xong là hồi anh cũng đi dọn rác luôn đúng không? Rồi, em cảm ơn anh nha. Ok. Được bao nhiêu rác rồi? Rồi, tập trung lại đây đi các em. Tốt lắm, bây giờ bỏ rác vô bao đi. Anh sẽ tha lỗi cho Ben. Rồi, bỏ rác lại nơi quy định. Bánh mới rồi. Rác ở đâu anh? Ồ, bánh SEA Games. Có đâu. Năm nay SEA Games sẽ chơi bánh này nè, đúng không? Cái banh này nè, biểu tượng của SEA Games năm nay. Động lực luôn. Rồi, thùng rác bên đây, để thùng rác qua đây đi. Ok, tốt. Tốt lắm. Nghỉ mệt ha.